tổng hợp những tình huống hài hước khó đỡ khiến người ta dở khóc dở cười. Ôi, cái giọng bảy sắc cầu vồng đẹp quá, rất hợp với dáng em. Để đưa thử coi có nát không thì bất ngờ. Ôi trời ơi. Bá Lộn một vòng rớt đất, ông bạn ôm mặt cười. Tao thấy là tao nghi không dám ngồi rồi. Thôi nằm đó cho mát đi hèn. Tiếp theo, mấy anh trai loay hoay đưa xe máy cày xuống đất. Tụi tao lót dán sẵn rồi. Ok, để tao chuẩn bị tinh thần chút. Rồi, thả ra đi, anh cân cho. Hải bạc. Chiếc xe nặng quá kéo anh trai bay lên ôm chậm cái máy. Cả đám đứng chưng hửng nhìn nhau. Chuyến này chắc làm không công rồi quá. Còn đây, chị đẹp đang chui vô nhà á thì. Xin vĩnh biệt cô. Bà tán cái đầu vô cửa kính rồi đập lên cửa nhôm. Ui là trời, bà chơi nguyên combo luôn. Anh chồng sốt ruột ra an ủi, còn mấy quỷ bạn thì cười chọc quê, thiệt là tức á mà. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin Bà Phúc Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé. Xin chào!